7 ngày cuối tháng 12 âm lịch, ba con giáp này bất ngờ trùng lớn, được thần tài che chở, tiền bạc ùn ùn kéo đến. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, thời gian trôi qua thật nhanh chóng và thoáng chốc đã bước đến những ngày cuối cùng của năm 2020. Tất cả mỗi chúng ta, ai cũng đều đang bận rộn với cuồng quay của cuộc sống và mong muốn tìm kiếm cho mình những vận may để đổi đời trong thời điểm cuối năm này. Trong số 12 con giáp, mỗi người đều có một số vận khác nhau và tùy thuộc vào từng thời điểm mà cuộc đời có thể gặp được phúc họa trời ban mà chúng ta không thể lường trước được. Tuy nhiên, các bậc thầy phong thủy có cho biết rằng dựa vào việc phân tích hung mệnh của lá số tử vi của các con giáp trong vòng trường sinh, chúng ta có thể phần nào dự đoán về vận mệnh của các con giáp trong tương lai. Cụ thể, trong 7 ngày cuối tháng 12 âm lịch tới đây, có 3 con giáp sẽ có số phú quý, một bên được thần tài nâng đỡ, một bên được quý nhân phù trợ, vẹn cả đôi đường. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem chương trình ngày hôm nay để biết được 3 con giáp đó là con giáp nào. Và liệu rằng bạn có thuộc một trong 3 con giáp may mắn này hay không? Và có những vận may nào đến tới 3 con giáp này trong thời điểm cuối tháng 12 âm lịch? Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đặc biệt, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại hiện trên màn hình. Một, tuổi Dậu. Người tuổi Dậu trong 7 ngày cuối tháng 12 âm lịch sẽ đón ngập tràn may mắn. Bạn có thể đạt được nhiều thành tích trên nhiều phương diện của cuộc sống, xứng đáng với công sức bạn đã bỏ ra trong suốt thời gian dài vừa qua. Dưới sự phù trợ của tam hợp, công việc của bản mệnh tiến triển thuận lợi. Thời điểm cuối năm, bạn có thể hoàn thành xuất sắc những mục tiêu mà mình đã đặt ra từ trước. Dù là người làm trên lĩnh vực nào đi chăng nữa, thì cũng sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Người đang thi cử, học hành cũng thu được kết quả đáng mừng. Thêm vào đó, mối quan hệ xã giao thuận lợi cũng giúp bạn thực hiện mọi việc một cách dễ dàng hơn. Dù gặp khó khăn, cũng có nhiều người sẵn sàng giang tay giúp đỡ. Nguyên lệnh trường sinh cũng góp phần thúc đẩy giúp bạn tìm được cơ hội thể hiện tài hoa của mình. Nếu biết nắm bắt đúng lúc, bạn ắt hẳn chạm được vào cơ hội thăng quan, tiến chức, được nhiều người ngưỡng mộ. Các mối quan hệ xã giao rộng rãi cũng là yếu tố thuận lợi giúp bạn đạt được điều đó một cách dễ dàng. Phương diện tài lộc cũng có nhiều dấu hiệu tích cực, tam hợp thúc đẩy khiến mọi việc đều tiến triển nhanh, giúp bản mệnh gặt hái được thành quả dù không phải cố gắng quá nhiều. Thời điểm này, bạn thích hợp để ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô kinh doanh. Quan hệ khách hàng, đối tác rộng rãi sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm được cơ hội đầu tư, buôn bán có giá trị, đem về lợi nhuận không nhỏ cho chính bản thân bạn và cho doanh nghiệp. Nguyên lệnh trường sinh cũng góp phần giúp bạn xây dựng quan hệ làm ăn. Những ưu điểm nổi bật của bạn sẽ giúp bạn dễ dàng lọt vào mắt xanh của đối tác, những người có chức, có quyền hoặc cấp trên. Ngoài ra, thực thần mang lại nhiều cơ hội cho người làm nghề tự do. Người kiếm được bội thu nhất trong khoảng thời gian này là những người làm nghề tự do. Bạn nhận được khoản tiền lời lãi từ kinh doanh, hợp tác nhiều hơn cả dự tính. Bản mệnh có thể nhận thấy rằng chỉ cần tin tưởng vào bản thân, kiên định với định hướng của mình thì chắc chắn sẽ đạt được thành công đáng mong chờ. Ngũ hành tương sinh cũng là điểm sáng trong tình duyên của người tuổi Dậu. Dù đã lập gia đình hay chưa, bạn cũng được tận hưởng niềm hạnh phúc thuộc về riêng mình. Còn độc thân biết được điều mình thực sự mong muốn là gì nên đưa ra được những quyết định chính xác trong chuyện tình cảm. Người đã lập gia đình biết quý trọng nửa kia, trân trọng từng phút giây ở bên những người thân yêu của mình. Vậy nên, để kích hoạt sự nghiệp và tài lộc,
hóa giải vận hạn không may mắn thì thầy Gia Cát khuyên người tuổi Dậu hãy sử dụng pháp khí nhà Phật Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn và kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh bạn. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và làm ăn trong thời gian sắp tới. 2. Tuổi Tuất. Tuổi Tuất là những người nhân hậu, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có thể vì người khác mà quên đi lợi ích của bản thân mình. Những người này coi trọng danh dự và chữ tín. Một khi đã hứa, tuổi Tuất nhất định sẽ thực hiện. Tử vi 10 ngày sắp tới cho thấy vận trình của người tuổi Tuất dù không quá sáng sủa, nhưng bản mệnh không cần phải quá bi quan. Bởi nếu bạn cố gắng không ngừng, không chịu đầu hàng số phận, thì dần dần bạn sẽ tìm được cách khắc phục khó khăn, thậm chí nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Mọi việc đều tiến triển theo chiều hướng tốt lên trông thấy. Trên phương diện sự nghiệp, sử tuất tương hình đẩy bản mệnh vào tình huống luôn phải chịu áp lực tinh thần. Bạn có thể nhận thấy rằng con đường mình đi có quá nhiều trắc trở. Những lúc như vậy, bạn nên dừng lại để có thể đánh giá tình hình chính xác hơn. Bạn cũng nên tự kiểm điểm bản thân, xem có phải mình đang tự tin thái quá, lúc nào cũng cho mình là con rắc tài giỏi muốn xông lên phía trước mà bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ của mọi người xung quanh. Tài chính không có nhiều biến động rõ rệt trong thời điểm này, bạn cần phải chú ý trong các trường hợp xã giao, chớ nên để mất lòng người khác, khiến nhiều cơ hội hợp tác trôi qua tay. Với người làm công ăn lương, nguyên lệnh lâm dưỡng cho thấy bạn là một người chăm chỉ, cần cù và chịu khó. Vì vậy, dù ít dù nhiều, bạn cũng sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng với công sức của mình. Có thái âm cát tinh chiếu mệnh, nhân duyên của bản mệnh khá tốt, đặc biệt là đối với nữ mệnh. Tuy nhiên, nếu muốn đến với ai thì bạn cũng cần phải cân nhắc kỹ càng. Bạn không nên nhìn nhận và đánh giá một người chỉ qua vẻ bề ngoài của người đó. Hãy dành nhiều thời gian để trò chuyện, tìm hiểu với nhau, lúc đó bạn sẽ nhận ra ai là người chân thành với mình. Để kích hoạt sự nghiệp và tài lộc, hóa giải vận hạn không may mắn thì thầy Gia Cát khuyên tuổi Tuất hãy sử dụng pháp khí nhà Phật Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, vận hạn và kẻ tiểu nhân luôn ganh ghét, sinh dập ở xung quanh bạn. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho bạn. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ, phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và làm ăn trong thời gian sắp tới. 3. Tuổi Tý. Xem tử vi tháng 12 âm lịch tuổi Tý có nói rằng trong ngày rằm là thời điểm khá thuận lợi đối với người tuổi Tý. Mọi việc tiến triển suôn sẻ, bản mệnh tạo được mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh. Tuy nhiên, có thể bạn vẫn chưa đạt được đến sự đột phá. Trong công việc, nhị hợp giúp bạn xác định được rõ ràng mục tiêu, phương hướng của mình. Đồng thời, bạn cũng biết phát huy sức mạnh của tập thể trong giải quyết các công việc. Nhờ vậy mà công việc dù khó khăn cũng dần được tháo gỡ, khắc phục. Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, bạn ắt sẽ nhận được sự khen thưởng của cấp trên. Đây chính là nguồn động lực giúp bạn kết thúc một năm cũ và có chí hướng phấn đấu trong một năm tới, rực rỡ hơn. Đáng lưu ý, thời điểm này, nhờ có sao Thái Dương trợ mệnh mà nam mệnh sẽ gặp được nhiều điều thuận lợi. Công việc tiến triển thuận lợi không có nghĩa là bạn không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì. Xung quanh bạn vẫn luôn có rất nhiều đối thủ hoặc những kẻ chờ thời cơ để công kích, hạ bệ. Sự bon chen giành giật là khó tránh khỏi, nhất là đối với những người làm đầu tư, kinh doanh. Tuy nhiên có thể thấy rằng chỉ khi vượt qua được những điều này, bạn mới có thể trưởng thành và phát triển nhanh chóng hơn. Vận trình tài lộc của người tuổi Tý khá đáng kỳ vọng trong thời điểm cuối năm. Đây là lúc bạn gặt hái thành quả lao động trong suốt một năm trời, nên dư giả cũng là chuyện nằm trong dự kiến. Đối với người làm đầu tư, kinh doanh, các mối làm ăn và hợp tác từ trước đó luôn tiến triển thuận lợi, đem lại cho bạn một nguồn thu nhập ổn định và không ngừng tăng tiến. Đôi bên có thể tin tưởng hợp tác với nhau sâu rộng hơn, tin rằng bạn có thể thu được nguồn lợi càng phong phú hơn trong năm mới. Thiên tài chiếu mệnh còn cho thấy một vài người còn có cơ hội phát tài nhanh chóng nhờ vào vận may của mình. Ví dụ như xổ số rút thăm may mắn. Khoản tiền này có thể giúp bạn dư giả mua sắm trong một thời gian ngắn, cũng có thể giúp bạn có được cái vốn để làm giàu sau này.
Quan trọng là khi cầm đồng tiền trong tay, bạn cần có kế hoạch chi tiêu, sử dụng sao cho phù hợp. Ngoài ra, Nguyên Lệnh Lâm Tuyệt khuyên bạn dù có ham làm giàu đến đâu thì cũng cần phải biết lượng sức mình và biết đâu là điểm dừng. Đừng nên quá tham lam, thậm chí làm giàu phi pháp sẽ vướng vào vòng lao lý. Chuyện làm ăn không tránh khỏi bon chen, giành giật, nhưng không đến mức phải sử dụng thủ đoạn để hãm hại người khác. Trên phương diện tình cảm, nhị hợp phù trợ giúp bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi. Nhân duyên tốt tạo điều kiện để bạn tìm được những đối tượng triển vọng. Nếu còn độc thân, bạn hãy suy nghĩ cởi mở và tích cực hơn, không cần phải quá đa nghi, tự nhốt mình trong thế giới cô đơn của chính bản thân. Hãy cho người khác cơ hội được quan tâm đến mình. Người đã lập gia đình, trải qua một tháng êm đềm, vợ chồng biết quan tâm, san sẻ nhiều điều với nhau. Trong thời điểm này, người tuổi Tý cần mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt trong mọi vấn đề. Từ đó sẽ giúp cho công việc hành thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Mọi người đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!